Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý máy tính bị lỗi khi bật nguồn máy lên. Máy chạy, hoạt động lên, Asus P5, máy lên Win bình thường nha. Đây, máy lên Win bình thường nha. Nó bị lỗi màn xanh các bạn ạ. Đấy, nó tự động tắt. Mình sẽ khắc phục như sau: một là xem chỉnh về chế độ BIOS mặc định của nhà sản xuất, hai là các bạn rút xem nó có cắm nhầm USB trong này không, sau đó các bạn rút ra. Đấy, rút USB ra, chỉnh về chế độ IDE theo hệ thống, và bây giờ máy sẽ tiến hành hoạt động lại và không gặp trở ngại gì nữa. Khởi động bình thường rồi, thấy chưa? Cả xem nó có nhận driver chưa, nếu nhận thì cái đấy xử lý lỗi. Đa số Winix P nếu mà các bạn cắm USB ở trên main main G31, nói chung là main Winix P nó sẽ bị lỗi như này các bạn ạ. Các bạn phải chú ý cho mình nha.